Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh VN Vlog. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi triệu hồi ma đinh nhé các bạn. Thì các bạn biết rằng là đinh là một trong những dụng cụ mà chúng ta thường nhà đóng cửa, rất là nhiều thứ được sử dụng từ đinh các bạn ạ. Nhưng mà đinh liệu có linh hồn hay không? Thì một số quan niệm của người xưa, người ta hay nói rằng là chúng ta không nên đi mua đinh vào ban đêm. Nếu mua đinh vào ban đêm thì sẽ mang lại một cái vận xui trong gia đình nhà mình. Nhưng mình đã rất là may mắn mình cũng đã mua được đinh vào ban đêm. Nếu các bạn muốn làm cái nghi lễ triệu hồi ma đinh này thì các bạn phải mua đinh vào ban đêm. Nếu chúng ta mà mua đinh vào ban ngày thì nó sẽ không hiệu nghiệm lắm. Bắt đầu màn đêm buông xuống tầm 7 giờ trở đi thì chúng ta sẽ đi mua đinh các bạn ạ. Cũng có nhà người ta quan niệm là người ta sẽ không bán đinh vào ban đêm, nhưng mà mình thấy bây giờ người ta đều bán đinh vào ban đêm hết các bạn ạ. Thì mình lúc nãy mình cũng có đi mua đinh rồi và mình đã chuẩn bị trận đồ và cái trận pháp để mình triệu hồi ma đinh nhé các bạn. Thì ma đinh nó như thế nào mà người ta lại sợ hãi nữa như vậy, thì ngày hôm nay mình cùng các bạn đi triệu hồi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua luôn cái trận địa, trận đồ mà mình muốn triệu hồi ma đinh ngày hôm nay. Ok mọi người, đây chính là ma đinh các bạn. Thì đây mình đã sử dụng những chiếc đinh. Chiếc đinh này mình mua vào trước 7 giờ tối. Và đây là một cái hình nhân, một cái hình nộm. Mình đã cắm trên cái hình trên cái đầu hình nhân này những chiếc đinh. Rất là nhiều cây đinh các bạn, nhìn cũng rất là ghê đúng không các bạn? Ủa ma đinh đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm phép và triệu hồi nó xem thực sự ma đinh nó nguy hiểm đến cỡ nào các bạn nhé. Thì bây giờ cũng đã đến giờ mình làm nghi lễ triệu hồi ma đinh rồi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện luôn nghi lễ này luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đặt vị trí camera ở những cái góc này để triệu hồi xem thực sự là ma đinh nó lợi hại đến như thế nào. Thì hôm nay các bạn biết rằng là bầu trời khá là âm u, trăng hôm nay rất là mờ. Đây là cái điều kiện lý tưởng để cho ma đinh xuất hiện các bạn. Các bạn biết xa xa đằng kia đấy, các bạn thấy ở đằng kia có tiếng nhoáng của sấm sét đấy. Đấy các bạn ý. Đó, còn trước mặt đó các bạn thấy sét chưa? Và trước mặt là ánh trăng sáng rất là lờ lờ. Rất là phù hợp với điều kiện để mình triệu hồi ma đinh. Nhìn rất là ghê luôn các bạn. Như một đĩa chỉ đang ngồi đây. Các bạn nhìn thấy ghê không? Các bạn biết rằng là thời gian này mình chờ đợi cũng được một lúc rồi, nhưng thực sự là vẫn chưa thấy một cái hiện tượng gì cả. Mình thử làm phép lại một lần nữa các bạn nhé.
chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi và kiên trì các bạn. Thực ra mình thấy rất là rùng mình, bởi vì trong video camera thì mình nhìn thấy rằng cái hình nhân này mình thấy nó rất là có một cái gì đấy rất là đặc biệt và rất là ghê luôn mọi người nhé. Bây giờ là cái thời gian khoảng 9 giờ đêm các bạn. Cái thời gian này mọi người dân chưa đi ngủ cho nên là cái sự ồn ào không thể làm xuất hiện được ma đinh. Thôi mình vẫn tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa các bạn xem có hiện tượng gì không. Nhưng thực sự là mình thấy nó có một cái gì đấy rất là ghê luôn. Cảm giác như giống như có một cái linh hồn đã nhập vào cái hình nhân này các bạn. Mình thử xuống phương pháp triệu hồi lần hai coi xem thế nào các bạn nhé. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi.
mọi người ơi, mọi người nhìn này, ôi mọi người, ui trời đổ ra ngoài này, ui trời ghê chưa mọi người, rất là ghê luôn mọi người nhá, ui nhìn ghê như này, mọi người, nó tấn công mình nha mọi người nhá, nó đã không chịu được cái sự công phá của mình, cái phép thuật của mình và nó đã thua mình, mọi người ơi, nhìn ghê như này, ui của mọi người nhìn này, rất là ghê luôn, nó tự nhiên đổ ra ngoài rất là kỳ lạ luôn mọi người nhá, rất là lạ luôn nhá. Thôi ok mọi người nhé, thì có lẽ là hôm nay cái video triệu hồi ma đinh của mình này có một cái hiện tượng rất là lạ luôn. Các bạn thấy biết á, thì mình xin chào các bạn trong những video tiếp theo nha. Các bạn có ý kiến gì các bạn cứ comment cùng với mình nha. Tôi xin chào các bạn nha. Bây giờ cũng một thời gian mình triệu hồi ma đinh này khá là lâu rồi. Bây giờ mình mới thu được một cái kết quả rất là lạ luôn. Thì mình chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn.